Chúng ta tiếp tục với các video của giải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 sách giáo khoa mới. Và bây giờ chúng ta vẫn đang ở Unit 3 các bạn nha. Đây, Unit 3, các bạn nhìn rõ không? Thầy để cái này vô thì nhìn rõ hơn hả? Rửa cái này ra không nhìn rõ hơn hả? Đúng không? cái này đưa vô là nhìn rõ. thôi cho nó ra đi. Này được nhỉ? Nhìn được mà đúng không? Đâu sáng lắm. Rồi, vậy thì trong phần luyện đọc á, trong video này chúng ta sẽ bắt đầu giải phần reading, phần luyện đọc nha các bạn nha. Phần reading là trong phần writing. Phần luyện đọc này chúng ta có 3 bài tập. 3 bài tập thì 3 bài tập thì mỗi bài nó có cái độc lập riêng của nó, nó có sự rời rạc riêng của nó, cho nên chúng ta mỗi video chúng ta sẽ quay một bài tập thôi. Video này chúng ta sẽ làm bài tập số 1 của phần luyện đọc này. Bài tập số 1 các người ta đề nghị này: Read the following test and answer the questions. Đọc cái bài test, bài đọc ở dưới này này, ở phía dưới này, và trả lời những câu hỏi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc nha. Cái tựa đề của cái bài đọc đó là hay: National Spring Clean. Đó, dọn sạch mùa xuân quốc gia. Cái từ cái giống như nó là tên của một tổ chức đó các bạn. Ok. In Scotland, during April and May, there is a campaign called National Spring Clean organized by Keep Scotland Beautiful, an environmental organization working to make Scotland cleaner, greener, and more sustainable. Sustainable National Spring Clean encourages people to get together to pick up litter. Adults and children can volunteer to clean up their neighborhood or local area and help make it beautiful and tidy for everyone. It has been reported that Scotland faces a little problem. A Scottish National Recording Program has claimed it found litter in 80% of the sites it visited. According to the organization's website, during National Spring Cleaning 2011, almost 100,000 volunteers participated in 1,538 cleanup events throughout Scotland. Đây, đó là bài đọc. Vậy thì bài đọc này chúng ta hiểu nó là gì? Ở Scotland, xuyên suốt tháng 4 và tháng 5 á, thì có một chiến dịch được gọi là làm sạch mùa xuân quốc gia. Cái chiến dịch đó nó được tổ chức bởi cái tổ chức này, Keep Scotland Beautiful này, giữ cho đất nước Scotland tươi đẹp này. Nó là một cái tổ chức vì môi trường, và tổ chức đó là làm việc để làm cho, để nó khiến cho cái nước Scotland sạch hơn, xanh hơn, và có thể chống đỡ được đó, có thể là phù hợp, có thể là thích nghi hơn đó, có thể là đẹp để vững vàng hơn đó. Đó. Cái tổ chức làm đẹp mùa xuân quốc gia, dọn sạch mùa xuân quốc gia á, thì nó khuyến khích con người ta là tụ họp lại nhau để nhặt rác này, đó, lượm rác, nhặt rác. Những người trưởng thành và những đứa trẻ có thể tình nguyện dọn sạch cái khu phố của họ hoặc là ở cái khu vực địa phương của họ để giúp làm cho cái khu vực đó đẹp và gọn gàng hơn cho đối với mọi người. Nó được báo cáo rằng Scotland đối diện với một vấn đề rác thải. Một cái chương trình được ghi nhận quốc gia Scotland đã tuyên bố rằng nó đã tìm thấy rác ở 80% vị trí địa điểm mà nó đến thăm. 100 chỗ là hết 80 chỗ có rác rồi, nó công bố như vậy đó các bạn. Và theo cái trang web của cái tổ chức này á, thì xuyên suốt cái chiến dịch mà làm sạch mùa xuân quốc gia vào năm 2011 á, là hầu như có gần 100.000 tình nguyện viên tham gia vào 1.538 sự kiện làm sạch
khắp cái quốc gia Scotland luôn. Đó. Rồi vậy thì bây giờ bài tập này nó có 4 câu hỏi, chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất này. What is keep Scotland beautiful? Cái thuật ngữ keep Scotland beautiful này nó là cái gì? Thì các bạn này này, đây, ở trên này nó giải thích cho chúng ta rất rõ này. Keep Scotland beautiful này. Nó là một cái tổ chức, một tổ chức môi trường đó. Và nãy thầy nói là vì môi trường làm việc để làm cho nước Scotland sạch hơn, xanh hơn và dễ dàng chống đỡ hơn đó, là vững vàng hơn á. Thì chỗ này các bạn chỉ cần thêm cái chữ is vào cho thầy. Is này, is, is vào. Đây này. Keep Scotland beautiful is an environmental đó đó, đọc tiếp theo nha, thêm chữ is vào chỗ này là xong. Là chúng ta đã trả lời xong cái câu thứ nhất. Câu thứ hai hỏi này. What is national sprinkling? Cái dọn sạch mùa xuân quốc gia này nó là cái gì? Thì đấy. Đây nó. Đây. Đây, dọn sạch mùa xuân quốc gia nó là một chiến dịch. Đây, nó là một chiến dịch vào tháng 4 và tháng 5. Thôi, để thầy viết câu trả lời cho các bạn luôn nha. Để cho các bạn dễ hình dung này. Đây nha. National Spring Cleaning is a campaign in April and May đó. Tí nữa thầy dịch luôn, thầy dịch gọn lại cho các bạn. It encourages people to get together. To pick up leader. Đó, leader. Rồi vậy thì cái câu số 2 đây này. Đây, câu số 2 thầy trả lời câu số 2 cho các bạn này. Đây câu số 2 nha. Hỏi nó là cái gì này? Cái tổ chức này, cái chiến dịch National Sprinkling này nó là gì? Nó là một chiến dịch. Nó là một chiến dịch được tổ chức vào tháng 4 và tháng 5. Nó khuyến khích người ta tập hợp lại với nhau để nhặt rác, để dọn sạch đường phố rồi đó. Ok. Và câu số 2. Câu số 3 này. What is the environmental problem that Scotland faces? Cái vấn đề môi trường nào mà cái đất nước Scotland đang đối mặt các bạn? À, cái đất nước Scotland đang đối mặt đó là vấn đề little problem. Đúng không nào? Little problem, vấn đề rác thải. Đây, little chứ, little nhưng mà little problem. Đó, các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn này thôi là cũng được. Little problem là vấn đề về rác thải, xả rác đó. Rồi, đó là câu số 3. Bây giờ câu cuối cùng của bài đọc số 1 này của chúng ta này. What happened in National Spring Cleaning 2011? Cái điều gì đã xảy ra trong năm 2011 ở cái chiến dịch National Cleaning 2011 các bạn? Gần 100.000 tình nguyện viên tham gia vào, 1.500 đây này các bạn, đây nè, đó là đua trong suốt năm 2011 ở cái chiến dịch đây này. Nó gần 100.000 tình nguyện viên tham gia vào 1.538 dự sự kiện làm sạch xuyên suốt khắp quốc gia Scotland. Thì các bạn chỉ cần đây các bạn trả lời chỗ này in à nha, các bạn trả lời câu này này, các bạn bắt đầu từ chỗ này này, in, được chưa? In national spring cleaning
2011 đó. Rồi, các bạn ghi cả cái cụm từ này. Rồi sau đó các bạn thêm cái chữ gì bắt đầu? Thêm chữ này nè, almost. Đó, bạn thấy chưa? Đó, almost. Rồi cả cái câu cuối cùng này xuống nữa luôn. Viết vô đây, được chưa? Thì trong cái gì? Trong cái chiến dịch là làm sạch mùa xuân quốc gia năm 2011, gần hầu hết là gần 100.000 tình nguyện viên tham gia vào 1.500 giải và vân vân đó, 100.000 sự kiện đó, được chưa? Các bạn hiểu được cái câu trả lời đó chưa? Viết nguyên cái này, rồi nguyên cái từ cái chữ almost này, hết cái dòng cuối cùng này luôn là xong câu cuối cùng của chúng ta. Ok, rồi và thì phần luyện học reading bài tập số 1 chúng ta đã kết thúc tại đây. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 2, cũng là phần luyện đọc. Read the flyer and do the tasks. Đó là bài tập số 2 ở video tiếp theo. Rồi, chào các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nhé.